Hoan hỉ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần. Giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh 1961 thân mến, trong chúng ta ai cũng hiểu rằng nhân quả luân hồi. Nếu chúng ta tạo phúc trong đời này mà không hưởng thụ thì chúng ta sẽ được nhận trong đời sau. Nếu chúng ta tạo nghiệp trong đời này thì chúng ta sẽ nhận được quả báo trong đời sau. Cổ nhân vẫn nói, sinh có hạn, tử bất kỳ. Trong cõi hồng trần cuồn cuộn này, chúng ta đều chỉ sống một khoảng thời gian trên đời. Nếu đó là những ngày tháng nhàn tản, an yên, thuận buồm xuôi gió, tiền tiêu thoải mái thì quả là viên mãn đúng không quý khán giả? Vậy nhưng phần lớn cuộc đời chúng ta đều là những năm tháng tràn đầy vất vả, gian truân, nhiều người chìm ngập trong nợ nần túng quẫn đến quá nửa cuộc đời. Đã vậy còn bệnh tật triền miên, giận đen kéo đến liên tiếp khiến bao tiền bạc tích góp được cũng bị trôi đi sạch. Bi thương hơn khi nhiều nhà vợ chồng tối ngày đánh chửi, cãi giả, con cái thì phá gia chi tử. Nhìn thiên hạ người ta vẫn ăn nên làm ra, sống kiếp đại gia, sung sướng mà thấy cay đắng, xót xa cho giận mình. Vậy nhưng nhờ đức năng thắng số mà đến nay họ lại được ơn trên soi tỏ tấm lòng, ban cho cơ hội đổi đời chỉ trong chớp mắt. Trong video luận giải tử vi đúng 7 ngày tới này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Tân Sửu sinh 1961 có gặp phải những khó khăn nào, vận hạn nào hay không. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời giàu có, cuộc đời sang trang quý khán giả nhé. Trong số 12 con giáp tuổi Sửu tức con trâu là con giáp đứng ở vị trí thứ hai. Theo quan niệm của tử vi phương Đông, những người sinh ra trong năm Tân Sửu thường có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại khó khăn và gian khổ, luôn nỗ lực và chịu khó để đạt được thành công. Họ cũng là những con người hướng nội, không thích khoa trương, dù tài giỏi hay giàu có đến đâu, họ cũng ứng xử rất khiêm nhường. Tân Sửu là người có tính cách bình tĩnh, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn. Khi đối mặt với khó khăn, họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần, kiên trì làm đến bước cuối cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ. Vì thế, khi đã thực hiện là sẽ thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp lại có nghị lực phi thường, nên Tân Sửu không hợp làm những công việc lặng lẽ, họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Tuổi Tân Sửu cũng được cho là những người rất hợp với vị trí lãnh đạo. Nhiều người cho rằng tuổi Tân Sửu vốn vất vả vì mang bản mệnh linh vật con trâu, nhưng điều này là vô căn cứ. Người tuổi Tân Sửu sở hữu rất nhiều tính cách tốt, ưu điểm của họ cho thấy sự tốt bụng, giúp họ được mọi người xung quanh yêu mến, người này giàu lòng trắc ẩn. Tình thương và sự đồng cảm của họ đến từ tấm lòng bao dung của mình chứ không phải từ nỗi sợ hãi, sức mạnh hay địa vị của người khác. Họ thậm chí còn thông cảm với những người yếu thế và kém may mắn hơn mình. Tuổi Tân Sửu lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác và ngược lại,
người tuổi Tân Sửu cũng thường xuyên gặp được những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ mình. Ngoài ra, họ luôn có sự chân thành và đối xử tử tế với người khác. Họ khiêm tốn và không bao giờ tự cao, tự đại. Họ luôn biết ơn những điều họ nhận được trong cuộc đời này. Thực ra, người tuổi Tân Sửu mang tiếng vất vả hơn các con giáp khác, cũng một phần vì bản tính hiền lành, nhút nhát và sự cứng đầu của bản thân. Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy. Một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Họ ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Tân Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, thì ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mài mòn mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh. Chính vì điều đó, Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự quyết định đó khiến Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Họ ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin sự lựa chọn, những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Trong công việc, Tân Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ. Họ có tài trong kinh doanh, sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn. Ngay từ khi còn rất trẻ, trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo. Đôi lúc khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu bị kiểm soát, tuy nhiên, lại khó có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công thì Tân Sửu vẫn luôn kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu thì sẽ không bỏ cuộc. Họ luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc mà sẽ bền bỉ từng bước một để thực hiện kế hoạch của mình. Không vội vàng, hấp tấp, họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do vì sao thì mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của họ. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách, thì vẫn ung dung hiên ngang toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Người tuổi Tân Sửu yêu truyền thống và tôn trọng khuôn khổ, họ không thích vượt ra khỏi các ranh giới mang tính luật lệ. Điều này cho thấy họ là người nghiêm túc, đáng tin cậy, nhưng cũng là điểm yếu cản trở họ phát huy sáng tạo. Nếu một người không nhạy bén cập nhật xu hướng mới thì sẽ rất khó thích ứng được với những thay đổi mới của thời đại. Cũng chính vì ôm ấp vòng tròn an toàn quá lâu mà người tuổi Tân Sửu sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Thế nên, tuổi trẻ của tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả là vì vậy. Nhưng nếu tuổi Tân Sửu nới lỏng được nguyên tắc, chậm mà chắc, làm đến đâu chắc ăn đến đó thì họ sẽ sớm tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Khi thời vận đến, năng lực trong tay thì người tuổi Tân Sửu hoàn toàn có thể đổi đời, gặt hái được nhiều thành công, tiền tài rộng mở. Nam mệnh tuổi Tân Sửu là người hết lòng phấn đấu sự nghiệp để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, họ luôn có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Nam mệnh tuổi Tân Sửu cuộc đời gặp được nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào trung vận có nhiều kết quả về danh phận, đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Tân Sửu có nhiều ý hay, ý đẹp về cuộc sống, cũng như về danh vọng và sự nghiệp thì tuổi Tân Sửu phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận được sống sung sướng. Nữ mệnh tuổi Tân Sửu là mẫu mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm lo, thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ. Xem tử vi thấy rằng, nữ mệnh Tân Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên, vào tiền vận cuộc sống có nhiều vất vả, khó khăn,
sang đến trung vận thì sẽ dễ dàng hơn. Gia đạo, sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn, nhưng đến hậu vận thì sẽ được sung sướng, thảnh thơi. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 7 ngày tới của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Trong 7 ngày tới này, với sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm dưỡng, tuổi Tân Sửu như được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết. Bạn cảm nhận rõ sự khát khao trong công việc và cuộc sống, như thể có một ngọn lửa âm ỉ nay bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là lúc bạn phát huy những phẩm chất nổi bật của mình, sự chăm chỉ, cẩn thận và kiên trì. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, bạn sẽ bắt đầu hái được những quả ngọt, những thành công mà bạn xứng đáng nhận được sau một hành trình dài phấn đấu. Cơ hội đến với bạn ngày càng nhiều khi bạn biết mở rộng các mối quan hệ, kết nối với những người mới. Sự cởi mở và chân thành của bạn đã tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, thu hút thêm những cơ hội quý giá. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng, không phải mọi người đến với bạn đều mang lại nguồn năng lượng tích cực. Có những người sẽ vô tình hoặc thậm chí cố ý gieo rắc những điều tiêu cực. Bạn cần tỉnh táo để tránh xa những nguồn năng lượng đó, không để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực hay căng thẳng không đáng có. Về mặt tình cảm, mọi thứ đang dần trở nên ổn định hơn. Những rắc rối, hiểu lầm trước đây dường như đã được hóa giải nhờ sự nỗ lực của cả hai trong việc thấu hiểu và chia sẻ những cuộc trò chuyện chân thành. Những cảm xúc được bày tỏ rõ ràng hơn đã giúp mối quan hệ của bạn và người ấy thêm phần gắn kết. Đây là thời điểm tốt để vun đắp tình cảm và xây dựng sự bền chặt, tránh những xung đột không cần thiết. Tuy nhiên, trong thời điểm này, Thiên Cẩu hung tinh cảnh báo bạn về những thị phi tiềm ẩn, những câu chuyện vô thưởng, vô phạt với bạn bè, đồng nghiệp có thể trở thành cái cớ cho những hiểu lầm không đáng có. Hãy luôn giữ mình tỉnh táo và biết đâu là điểm dừng trong các cuộc trò chuyện. Việc đặt ra ranh giới rõ ràng sẽ giúp bạn tránh khỏi những mâu thuẫn không cần thiết, bảo vệ bản thân trước những rắc rối không đáng có. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Bước vào trong 7 ngày tới, người tuổi Tân Sửu cảm nhận rõ áp lực công việc đang gia tăng. Bạn đã rất chăm chỉ, luôn dồn hết tâm huyết và thời gian cho công việc, nhưng dường như càng làm công việc lại càng chồng chất. Những dự án mới, nhiệm vụ mới liên tục xuất hiện khiến bạn đôi lúc cảm thấy như mình đang bị vùi lấp dưới một núi công việc khổng lồ. Tuy nhiên, hãy nhìn nhận tích cực, đây chính là tín hiệu cho con đường bạn đang đi là đúng hướng. Mọi khó khăn và thử thách hiện tại chỉ là bước đệm để dẫn đến thành công lớn hơn trong tương lai. Nếu bạn là người làm công ăn lương, đừng quá lo lắng về những thách thức trước mắt. Sự cống hiến không ngừng của bạn trong thời gian qua đã được ghi nhận, năng lực của bạn đang được mọi người công nhận và cơ hội thăng tiến. Nâng cao vị thế trong công việc đang ngày một rõ ràng, đây là thời điểm để bạn thể hiện rõ giá trị bản thân và đón nhận những thành tựu xứng đáng. Tuy nhiên, với khối lượng công việc ngày càng lớn, đôi khi bạn cảm thấy sức lực mình đang dần cạn kiệt. Đừng quên rằng ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Vì thế, khi cảm thấy mình không thể xoay sở nổi, hãy mạnh dạn tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Việc chia sẻ khó khăn không chỉ giúp bạn giảm bớt áp lực, mà còn giúp bạn bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của bản thân. Hãy nhớ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là vô cùng quan trọng. Thời điểm này nhờ sự hỗ trợ của Tam Hội, người tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc hợp tác và kinh doanh. Các mối quan hệ mới sẽ mở ra cho bạn những cơ hội làm ăn đầy triển vọng. Tuy nhiên, đừng vội vàng lao vào những lĩnh vực mà bạn chưa hiểu rõ. Mọi quyết Tân Sửu cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt khi bạn chỉ mới bắt đầu, hãy kiên nhẫn. Chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần khi bạn đã nắm chắc tình hình. Sự thận trọng luôn là chìa khóa để tránh rủi ro và bảo vệ thành quả của bạn trong những dự án lớn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới này, vận may tài lộc của người tuổi Tân Sửu dường như đang có nhiều biến động thú vị với Nhất Bạch Tinh bay về cung chính đông, cho thấy bạn có thể sẽ phải lên đường đi xa để giải quyết công việc hoặc tham gia các chuyến công tác. Dù những chuyến đi này đòi hỏi sự vất vả và nỗ lực, nhưng chính qua đó, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và chính xác hơn về thị trường,
về những cơ hội đầu tư mà mình đang quan tâm. Khi đã nắm bắt được thực tế, bạn sẽ đưa ra những quyết định khôn ngoan, tránh bị lạc lối bởi những cảm xúc hay phán đoán thiếu cân nhắc. Tài lộc thời điểm này cho thấy những cơ hội đang dần được lộ diện, con đường phát triển tài chính của bạn đang rộng mở. Điều quan trọng nhất là bạn cần chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đón nhận những thời cơ vàng, đặc biệt đến cuối tháng, khi những cơ hội tốt nhất có thể xuất hiện. Nếu bạn cảm thấy tinh thần có phần giảm sút, đây chính là lúc cần xốc lại bản thân, lấy lại động lực làm việc để không bỏ lỡ những điều quý giá. Bất kỳ ý tưởng nào bạn đã ấp ủ bấy lâu, giờ đây chính là thời điểm thích hợp để bạn biến chúng thành hiện thực. Tuy nhiên, thời điểm này cũng mang đến một số thách thức về chi tiêu. Những khoản chi ngoài dự kiến như đám cưới, đám hiếu hoặc các sự kiện quan trọng khác có thể khiến bạn tiêu tốn không ít tiền bạc. Đôi khi, những chi phí này đến bất ngờ và dù không mong muốn, bạn vẫn phải đối mặt. Hãy nhớ rằng, việc cân đối tài chính là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự ổn định dài hạn. Nhưng cũng trong giai đoạn này, bạn bắt đầu có nhận thức rõ hơn về việc đầu tư và tiết kiệm cho tương lai. Bên cạnh việc tích lũy hàng tháng, bạn cũng dành thời gian tìm hiểu thêm về các hình thức đầu tư, những lĩnh vực an toàn và sinh lời tốt. Đã đến lúc bạn cần tìm ra những kênh tài chính phù hợp để phát triển tài sản một cách khôn ngoan, đảm bảo sự ổn định lâu dài cho bản thân và gia đình. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới này hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và hy vọng cho người tuổi Tân Sửu trong chuyện tình cảm, đặc biệt là với những ai còn độc thân. Đây sẽ là khoảng thời gian đầy cơ hội để bạn khám phá những cung bậc mới trong tình yêu, với điều kiện bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đôi khi, người bạn đang tìm kiếm không nhất thiết phải là người có chung quan điểm sống hay giống bạn hoàn toàn. Sự đa dạng mới lạ từ những cá nhân khác biệt có thể đem lại cho bạn những trải nghiệm đầy thú vị và bất ngờ. Vì thế, hãy mở lòng đón nhận những cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu những người mới. Biết đâu giữa những cuộc trò chuyện giản đơn, bạn lại tìm thấy một nửa thật sự của mình. Nhờ sự xuất hiện của các tinh tam hội trong thời điểm này, mang đến cho bạn thời gian và không gian để suy ngẫm sâu hơn về mối quan hệ tình cảm của mình. Đây là lúc để bạn nhìn lại những lựa chọn đã qua, xem xét lại những gì đã xảy ra và đưa ra quyết định sáng suốt hơn cho tương lai. Những xung đột, bất đồng cũ mà trước đây bạn và người ấy từng gặp phải, giờ đây có cơ hội được hòa giải. Thậm chí những đối thủ hay người bạn từng nghĩ là không đội trời chung cũng có thể trở thành đồng minh đáng tin cậy, hỗ trợ bạn trong cả cuộc sống lẫn tình cảm. Thời gian sẽ giúp cả hai hiểu nhau nhiều hơn và xóa tan những hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, vì ngũ hành xung khắc nhắc nhở rằng đôi lúc mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra. Quan trọng là bạn cần biết cách xử lý sớm những xung đột này. Đừng để sự im lặng kéo dài, vì điều đó có thể dẫn đến những hiểu lầm sâu sắc hơn, khiến mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng và khó giải quyết. Tiếng vọng từ quá khứ cũng có thể bất ngờ quay trở lại thử thách bạn trong chuyện tình cảm. Vì vậy, bạn cần phải tỉnh táo, phản ứng khéo léo và tinh tế để duy trì sự hòa hợp, tránh gây ra thêm tổn thương không đáng có cho cả hai. Hãy đặt trái tim và lý trí của mình vào đúng chỗ, biết khi nào cần mở lòng và khi nào cần cẩn trọng. Tình yêu luôn mang đến những điều bất ngờ và nếu bạn biết cách ứng xử hợp tình hợp lý thì hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với bạn một cách trọn vẹn và bền lâu. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới này, sức khỏe của người tuổi Tân Sửu sẽ cần được chú ý hơn bao giờ hết, bởi sự xuất hiện của Thiên Cẩu hung tinh đang tạo ra những tác động tiêu cực. Có vẻ như công việc bận rộn và áp lực cuộc sống khiến bạn khó tập trung, dẫn đến việc thường xuyên phải sử dụng các chất kích thích như cà phê hay trà sữa để duy trì tỉnh táo. Mặc dù chúng mang lại năng lượng tức thời nhưng đừng quên rằng đằng sau cảm giác hưng phấn đó là sự hao mòn dần dần của cơ thể. Việc lạm dụng các loại thức uống này có thể âm thầm gây tổn hại đến sức khỏe của bạn mà bạn không nhận ra ngay. Thời tiết trong thời điểm này cũng khá thất thường, khi thì nóng bức, khi lại se lạnh. Chính sự thay đổi nhiệt độ liên tục này là nguyên nhân dễ khiến cơ thể bạn bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh theo mùa. Để thích ứng, bạn nên chú ý mặc nhiều lớp áo để có thể điều chỉnh kịp thời theo điều kiện thời tiết, tránh để cơ thể rơi vào tình trạng quá lạnh hoặc quá nóng. Điều này không chỉ giúp bạn phòng tránh bệnh tật mà còn giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái thoải mái.
Chế độ ăn uống lành mạnh cũng là yếu tố then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe. Thời điểm này, hãy bổ sung vào bữa ăn hàng ngày những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Rau củ, trái cây tươi và các thực phẩm chứa nhiều protein, chất xơ sẽ giúp bạn chống lại các bệnh theo mùa hiệu quả hơn. Đừng quên uống đủ nước. Điều này cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe tốt và giúp cơ thể thanh lọc độc tố. Ngoài ra, nếu bạn phải thường xuyên di chuyển xa vì công việc, hãy luôn đề cao sự an toàn. Việc di chuyển liên tục không chỉ làm bạn dễ mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương án an toàn. Từ việc nghỉ ngơi đầy đủ để lựa chọn phương tiện đi lại an toàn, để đảm bảo mọi chuyến đi diễn ra suôn sẻ mà bạn vẫn giữ được thể trạng tốt nhất. Cẩm nang dưỡng dận cho tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 7 ngày tới. Khẩu quyết, hãy đối xử hòa nhã cho người khác một con đường lui. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu hồng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới cho tuổi Tân Sửu sinh 1961, giúp quý bản mệnh nắm rõ vận trình và thành công viên mãn. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 9 cho đến ngày 12 tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Trong những ngày này, tuổi Tân Sửu sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách nhỏ trong công việc và cuộc sống. Nhờ có sự xuất hiện của Nhất Bạch, công việc của bạn đang dần đi vào guồng, nhưng vẫn còn đó những vướng mắc cần tháo gỡ. Đối với những ai đang làm kinh doanh, đây là thời điểm bạn phải kiên nhẫn hơn vì có thể bạn sẽ cảm thấy mọi thứ đang diễn ra chậm hơn mong đợi. Đừng vội nản lòng, bởi sự chăm chỉ và cẩn trọng của bạn sẽ sớm mang lại kết quả về mặt tài chính. Thời điểm này có thể hơi căng thẳng một chút khi một số khoản chi tiêu đột ngột phát sinh. Điều này khiến bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc quản lý tài chính. Hãy thận trọng với các quyết định mua sắm hay đầu tư trong thời điểm này để tránh tiêu tốn quá nhiều tiền vào những việc không cần thiết. Sức khỏe của bản mệnh trong những ngày này cần được chú ý, đặc biệt là vấn đề căng thẳng tinh thần. Việc bạn bị cuốn vào công việc có thể khiến cơ thể mệt mỏi mà bạn không nhận ra. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, đừng để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài trong tình cảm. Với những ai đang trong mối quan hệ, đây là lúc để bạn và người ấy giải quyết những khúc mắc cũ nhờ vào sự tác động của tam hội cát tinh. Hãy trò chuyện và cùng nhau tìm ra giải pháp, bởi mọi sự im lặng lúc này chỉ làm cho khoảng cách giữa hai người càng lớn hơn. Khẩu quyết, trong thời điểm này sự nghiệp khá ảm đạm, vấp phải nhiều trở ngại, các kế hoạch có nhiều đảo lộn. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu xanh lá. Con số may mắn 93, 21, 80 và 66. Tiếp theo, tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm mang đến một luồng sinh khí mới cho tuổi Tân Sửu. Những khó khăn trong công việc dần dần được giải quyết và bạn bắt đầu thấy ánh sáng ở cuối con đường. Đối với những ai đang làm ăn kinh doanh, đây là lúc các kế hoạch trước đó bắt đầu có hiệu quả. Bạn sẽ nhận ra rằng mọi công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Tài lộc trong những ngày này có dấu hiệu khởi sắc. Những khoản thu nhập bất ngờ hoặc những cơ hội tài chính mới sẽ xuất hiện, giúp bạn cải thiện tình hình tài chính. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng và phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư lớn. Bạn có thể bắt đầu với các khoản đầu tư nhỏ, tránh vội vàng và mạo hiểm. Sức khỏe trong những ngày này ổn định hơn, nhưng bạn cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, tránh việc sử dụng quá nhiều đồ uống có chứa caffeine như cà phê, trà sữa. Để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe về lâu dài, thay vào đó, hãy tìm những phương pháp thư giãn như tập thể dục nhẹ nhàng hay thiền định để giảm bớt căng thẳng. Trong chuyện tình cảm, đối với những ai đang độc thân, những ngày này là thời điểm bạn có thể gặp gỡ và kết nối với những người mới. Đừng ngại mở lòng và thử thách bản thân ra khỏi vùng an toàn. Đây cũng là lúc bạn có thể tìm thấy sự hòa hợp với một đối tượng tiềm năng, nhưng hãy dành thời gian để hiểu rõ về nhau trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Khẩu quyết, trong những ngày này, sức khỏe sa sút do công việc bận rộn và vất vả, áp lực bủa vây. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Mão.
kiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu đen. Con số may mắn là 88, 20 và 45. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, có những thứ bạn càng mong bạn càng bị vượt khỏi tầm tay, và bí quyết thoát nghèo cũng không phải ngoại lệ. Chỉ khi bạn chấp nhận thực tế để nỗ lực vươn lên tốt hơn mỗi ngày mới là khôn ngoan. Ai cũng mơ về cuộc sống giàu có, sung sướng, nhưng hầu hết chúng ta toàn làm sai cách, nên dù có chăm chỉ, nỗ lực nhưng không đúng chỗ thì cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Vậy làm thế nào để cuộc sống của bạn có thể thay đổi? Dưới đây là 4 nguyên tắc Phật dạy, hay còn gọi là bí quyết thoát nghèo, mà bạn nên biết. 1. Dù nghèo vẫn cố gắng giúp đỡ người khác. Đừng cho rằng mình nghèo nên không có khả năng làm gì. Ngay cả việc hỗ trợ ai đó, việc mong muốn giúp đỡ xuất phát từ trong tâm là hành động tốt đẹp, dù nho nhỏ cũng đủ làm ấm áp tình người. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật: con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời: không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Nhiều người thường nghĩ, đợi khi nào mình thật giàu mình sẽ giúp đỡ mọi người, nhưng đợi bao giờ bạn mới giàu đây? Thực tế, việc giúp đỡ người khác không nhất thiết phải đợi đến lúc bản thân có đầy đủ khả năng tiền bạc. Đọc qua bài viết Khi nào có thể giúp người tiểu, đủ để bất ngờ khi tìm ra câu trả lời. Bạn sẽ hiểu rằng chúng ta có thể ra tay giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh, vì thế, hãy thực hành ngay từ lúc này. Đúng là người giàu làm phước rất dễ dàng, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo, nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên. 2. Không bao giờ mong giàu. Nghe có vẻ nực cười khi bí quyết thoát nghèo lại là không mong mình giàu, nhưng bạn nên hiểu rằng, nếu bạn muộn phiền, dằn vặt, đau khổ chỉ vì mình chưa giàu nổi thì có phải là điều gì tốt đẹp? Ít nhất chúng ta phải biết chấp nhận hoàn cảnh và từ đó có động lực vươn lên, không nên như những kẻ khát khao giàu có quá mà làm những việc tổn phước để có được tiền bạc. Họ đâu biết rằng, nếu phước đức không lớn thì lúc nào đó, tiền bạc đó của bạn rồi cũng sẽ đội nón ra đi. Nhiều người cứ nghĩ rằng giàu có mới có khả năng làm phước, nhưng không phải vậy, chúng ta phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Đó là lý do theo lời Phật dạy về giúp đỡ người khác, đổi giận không ngờ từ việc làm nhỏ. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích, chúng ta giúp người giúp đời, còn suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền thì tiền càng không đến, càng mong muốn nhiều tiền thì tiền càng không có. 3. Nghèo khổ cũng là cơ hội. Chúng ta tồn tại trên đời này là để học tập một điều gì đó. Ví dụ như chúng ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ là để chúng ta thấu hiểu hoàn cảnh những người cùng cảnh ngộ, thương yêu những người khác đang bị xã hội bỏ quên. Có như vậy thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ cao hơn. Khi chúng ta thấu hiểu lòng người, biết đặt vị trí của mình vào vị trí người khác dễ dàng hơn. Thương yêu được mọi người là chất liệu, nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Vì những người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo, vì họ chưa từng trải qua. 4. Hiểu rằng mình nghèo là do mình đã từng sai lầm. Chắc có đôi lần bạn phân vân tự hỏi, vì sao có người sinh ra đã là công chúa, hoàng tử, trong khi đó, có người sinh ra lại là con của một người ăn mày. Đó là do duyên lành từ trong quá khứ đã tạo ra quả ngọt ở kiếp này. Những người mà chúng ta hay cho rằng họ may mắn, thực ra họ đã sống thiện lương, giúp đỡ nhiều người ở kiếp trước và nay họ được đền đáp lại mà thôi. Bí quyết thoát nghèo ở đây đó là hiểu ra vì sao bạn nghèo. Có thể một phần lý do là quá khứ chúng ta đã phạm sai lầm nào đó. Chỉ khi nhận thức được điều này, chúng ta mới thức tỉnh bản thân, tránh xa những điều gây tổn hại cho người khác, đồng thời sám hối những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Sám hối ở đây là phải có thái độ đúng, phải biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái vết này là sự sám hối, âm thầm giúp ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Cũng có thể chúng ta chẳng thể đủ duyên để biết mình đã phạm lỗi lầm gì trước đây, vì thế ở hiện tại cứ cố gắng tránh gây ra thêm lỗi lầm. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng trong 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.